Khoảng 10 giờ ngày 1 tháng 5, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ dãy nhà dân ở địa chỉ số 4850 5254 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói bốc cao. Nhiều hộ dân sinh sống bên cạnh lo sợ cháy lan nên di chuyển ra khu vực an toàn. Nhận tin báo, Công an quận 1 cùng phòng BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy. Hơn 10 giờ 30 cùng ngày, vụ cháy mới được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân và mức độ thiệt hại đang được điều tra làm rõ.